Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Kỹ năng bóng rổ. Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm deny, và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về một khái niệm khác nữa trong phòng thủ 1-1, đó là closeout. Trong kỹ thuật closeout, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về kỹ thuật deny. Vậy closeout là gì? Khi chúng ta phòng thủ 1-1, không phải là chỉ là một người kèm một người, mà đây là một chiến thuật của cả đội để hỗ trợ phòng thủ cho nhau. Thì closeout chúng ta sẽ tìm hiểu. Trước khi tìm hiểu closeout, chúng ta sẽ biết về khái niệm strong side và weak side là gì. Các bạn chia sân bóng rổ ra làm hai phần. Các bạn tưởng tượng ở giữa có một đường, tưởng tượng các sân bóng rổ là làm hai phần bằng nhau. Thì khi bóng ở đỉnh ta sẽ có hai bên đều khoảng cách bằng nhau, thì hai bên đều là strong side. Tuy nhiên, nếu từ vị trí ở đỉnh, người tấn công dẫn bóng qua một bên, bên phải một bước, thì lúc này bên có bóng chúng ta sẽ gọi là ball side hoặc là strong side, là bên mạnh, và bên góc đối diện, bên cánh đối diện còn lại chúng ta sẽ gọi là weak side, là bên yếu. Khi chúng ta cố gắng deny bóng để người tấn công không thể nhận được bóng, tuy nhiên vì chúng ta phòng thủ là bị động, người tấn công người ta sẽ chủ động hơn, nên lúc người ta nhận được bóng ở vị trí bên cánh, thì chúng ta giả sử chúng ta sẽ có hai người tấn công ở hai bên cánh và hai người phòng thủ. Thì với người bên cánh ở đây, bên cánh đối diện, tuần trước chúng ta đã có khái niệm về one pass away, là từ đỉnh sang cánh là khoảng cách một đường truyền. Hôm nay chúng ta sẽ có thêm khái niệm là two pass away, là từ vị trí cánh sang vị trí cánh là khoảng cách hai đường truyền. Thì nếu bóng đang ở bên cánh đối diện, người phòng thủ, người tấn công này, chúng ta không cần đứng sát, vì người này lúc đó không phải là sự nguy hiểm để có thể tấn công rổ chúng ta. Thì để chúng ta thể hỗ trợ được đồng đội, thì chúng ta sẽ bước vào vị trí ở giữa cái đường tưởng tượng của các bạn lúc nãy. Làm sao chúng ta vẫn phải giữ được nguyên tắc nhìn bóng và nhìn người. Mắt chúng ta luôn luôn nhìn về phía trước, tay chúng ta đưa ra. Thì đây là tay chúng ta đưa ra hai bên để chúng ta biết là người và bóng. Thì đây là chúng ta đang ở tư thế help, là giúp đỡ. Tại sao chúng ta phải giúp đỡ? Vì nếu cầu thủ bên kia, đồng đội chúng ta phòng thủ 1-1 và bị đánh bại vào giữa, thì chúng ta sẽ bước qua để chặn người tấn công, đồng thời chúng ta giữ lại một nhịp để đồng đội chúng ta có thời gian quay trở lại để phòng thủ. Và sau đó khi đồng đội chúng ta đã ngăn chặn được rồi, chúng ta buộc phải quay ra để phòng thủ người chúng ta sau khi người này chuyền bóng. Và chúng ta buộc phải chạy nhanh ra làm sao để đứng đối diện với người tấn công, hạn chế họ ném rổ cũng như họ đột phá qua người. Thì đây chúng ta gọi là kỹ thuật closeout. Closeout như thế nào thì tùy vào triết lý của từng huấn luyện viên, cũng như việc chúng ta scout đối thủ là người ném được hay là người không ném được, là người đột phá được hay là người không đột phá được để chúng ta phòng thủ. Nhưng hôm nay kênh Kỹ năng bóng rổ sẽ chỉ cho các bạn cách closeout cơ bản nhất, đó là làm sao đứng trực diện, hạn chế được cả hai việc là vừa ném và vừa đột phá của đối thủ. Thì từ vị trí chúng ta hép để chúng ta ngăn chặn, để chúng ta hỗ trợ đồng đội không cho đối phương tấn công. Sau khi đối phương chuyền bóng ra, chúng ta lập tức chạy nhanh hết sức, chúng ta ra làm sao, và trước khi chúng ta tiếp cận đối phương, chúng ta phải có những bước drop step để chúng ta hãm xung lại, chúng ta hãm tốc lại. Vì nếu chúng ta chạy full tốc độ ra thì chúng ta đang lao ra và đối phương sẽ có cơ hội tấn công vào rổ. Hai momentum khác ngược nhau, trái ngược nhau, chúng ta sẽ không thể nào phòng thủ được. Thì để chúng ta closeout tốt thì từ đây chúng ta bước ra. Nếu đối phương là người ném tay phải thì chúng ta sẽ closeout làm sao để đầu tiên chúng ta ngăn chặn động tác ném. Và tiếp tục sau đó, từ đây nếu đối phương chúng có khả năng đột phá, chúng ta sẽ phải vào nhanh, vào tư thế chuẩn bị lùi lại để hạn chế họ qua người. Sẽ làm lại ha. Bài tập để chúng ta thực hiện kỷ luật closeout này, chúng ta đặt một cọc ở cái đường tưởng tượng ở giữa sân, một người cầm bóng ở bên cánh, người còn lại chúng ta đứng ở vị trí hép trước, sau đó chúng ta trượt vào giữa, sau đó chạy nhanh ra để closeout. Chúng ta cùng thực hiện động tác. Go!
Làm lại, lần hai. Go. Làm lại. Làm sao, làm lại. Tiếp tục. Go. Ok, good. Cứ thế chúng ta tiếp tục thực hiện với một người, hoặc chúng ta có thể tập luyện nhiều người với nhau. Với khái niệm Glow Sound và Help Sign mà kênh Kỹ năng Bóng Rổ vừa giới thiệu với các bạn, hy vọng rằng các bạn sẽ biết được cách thức phòng thủ trong một trận thi đấu thực tế một cách hiệu quả nhất. Nhớ like và subscribe cho kênh Kỹ năng Bóng Rổ. Xin chào và hẹn gặp lại.